그래도 저는 비 내 발이 받들어 빠진 숨을 표준 닿게 Only check green light 내 침체 되고 like my Sam. Phan Việt bao vây từ sân bay đến khách sạn. Phạm Thoại gây phẫn nộ vì la hét ồn ào lúc nửa đêm. Chiến thần công khai livestream bán hàng ngay cổng khách sạn. Cộng đồng fan quốc tế yêu cầu tôn trọng sự riêng tư của Blackpink. Tối ngày 28 tháng 7, Blackpink đã chính thức đặt chân đến sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho concert Blackpink diễn ra trên sân Mỹ Đình. Khỏi phải nói, sức hút của bốn cô gái nhà Eagle là lớn thế nào, bởi từ sân bay đến khách sạn, đâu đâu cũng là người chen chúc ngắm cho bằng được Blackpink bằng xương bằng thịt. Ngay từ trước khi chuyên cơ của Blackpink hạ cánh, sân bay Nội Bài đã bị dân tình vây kín đến mức không còn chỗ chen chân. Vì không thể xác định Blackpink đi cổng nào, nên hễ nghe được tin tức gì là các fan liền chạy theo hướng đó, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Được biết, sau cùng thì các cô gái nhà đen hồng đã chọn đi cổng VIP bên trên, một lối đi mà không ai lường trước được. Không chỉ ở sân bay, fan Việt còn đu theo Blackpink đến tận khách sạn. Dù đã là nửa đêm và các cô gái đều cần được nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, vậy nhưng dân tình vẫn quây kín bên ngoài khách sạn, hóng hớt xem idol. Được biết, để giữ an toàn và sự riêng tư tối đa cho Blackpink, lực lượng bảo an đã làm nhiều cách. Từ dựng rào, treo, đến túc trực tại khách sạn nhưng các fan vẫn không từ bỏ ý định đu idol. Những hình ảnh này đã nhanh chóng truyền đến cộng đồng fan quốc tế, làm họ phải hốt hoảng vì không nghĩ fan Việt lại cuồng đến thế. Trên mạng xã hội, rất nhiều lời góp ý kèm phê phán cộng đồng Blink Việt. Đến sáng nay, mọi chuyện có vẻ êm hơn khi phía cộng đồng fan quốc tế đã cảm thông cho người hâm mộ và phía fan Việt cũng bảo ban nhau hãy tôn trọng sự riêng tư của Blackpink hơn. Không chỉ fan bình thường, người nổi tiếng trên mạng xã hội như Phạm Thoại cũng có mặt tại khu vực khách sạn của Blackpink để đu idol. Điều khiến dân tình được fan bức xúc đó là anh chàng công khai livestream bán hàng ngay trước cổng khách sạn. Dù đã là nửa đêm, nhưng Phạm Thoại và nhiều người khác vẫn không ngại hò hét ầm ĩ, gây mất trật tự. Điều này đã làm xấu đi hình ảnh của fan Blackpink khi đón các cô gái tới Việt Nam.